Ai chơi? Baby finger, where are you? Em bé hả? Rồi hỏi nó ai đi chơi cho nó em bé cô chú. Ai trời? Em bé tên gì? Ủa em bé tên chay hả? Phải không? Phải bé tên chay không? Ủa này phải tên chay không ta? Cô chú nhìn kỹ có phải tên chay không nha? Có phải không? Trời ơi, sao chay gì khác vậy? Ủa gì kỳ vậy? Sao chay này với chay kia khác nhau? Ủa kỳ vậy? Ủa? Cái này là lúc 10 tuần tuổi hả? Trời ơi, 10 tuần tuổi mà nhiều chuyện dữ trời. Trời ơi, phải không? Mà phải không? Chạy đi. Nó mà đập con á. Trời ơi, chạy gì mà cái nhỏ xíu kỳ vậy trời. Có cười dữ trời. Trời ơi, cô chú này nè. Trời ơi, mất cười quá. Nè, chay sáng nay chay mở cửa này, chay nhận được một thùng quà nè cô chú ơi. Mới ngủ dậy mà được nhận quà rồi, nên là đứng hình 5 phút phải không? Để mà mở cho chay coi cái gì chổng nha. Mày biết ai mua luôn á. Biết ai mua không? Chú Bình mua. Chú Bình ở Seattle, Washington, right? Oops, sao khó mở vậy? Đây mày coi coi. Ê, đây mày mở coi. Wow. This is Elsa. What is this? Look. Elsa. Oh my goodness. Aww, you love it. Con thích không? Mà con thích không? Con thích không? Dạ mẹ ơi, con nhìn lên đây nè, con nói nè, con cảm ơn chú. Nhưng mà con nhìn con nói con cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Đúng rồi. Another one. Open another one. Xuống ghê luôn á trời ơi. Xuống dữ rồi trời. Đúng rồi, con để con để cái tay lên á. Thôi đây nè. Một con đó nè. Cái này cũng Elsa luôn á. Kéo ra. A same one. What? That is wasted. Hai, vậy hai con này là sao? Hai con này là sao? Hai con này sao? Giống giống gì? Giống gì? Giống nhau. Giống nhau. Con nói đi, giống nhau. Lấy gàn này đi. Rồi muốn mẹ vậy nè, nếu mà hai con này giống nhau á. Ủa có giống nhau không? Để mẹ coi coi. Mom, I need to buy a new one. I want to buy all else. All the other. All the stuff. Nói tiếng gì? All the sweet. All the fighting. And all the fighting. Mua gì? Con muốn mua hết luôn. Mua hết luôn phải không? Nói nghe nè, nếu mà hai con này giống nhau quá thì thôi mình cho A truyện con đi. Hả? Hả? Không có cái nữa. Hả? Không có cái nữa. Không có cái thì sao? Không có cái nữa. Hình như là chú Bình nói với mẹ là này mua một cái thứ hai được 50% off, nên là con sẽ nhận được hai cái. Nhưng mà mẹ thấy là có hai cái nó giống nhau. Mẹ mở con, let's open it. Nói tiếng Việt thì mẹ mới mở. Mẹ ơi. Ừ. Nhưng mà hai cái này nó giống gì? Giống nhau. Đúng rồi, giống nhau. First need to step it up. Nói tiếng Việt. Mẹ ơi. Đó. Mày mà cắt ra. Chưa phải đợi cắt ra được. Cái này là chơi làm sao mày cũng không có biết nữa nha. Yeah, come inside. Oh.
Yeah, say bye bye. Like yeah. Yeah, I'll take her jacket off for you. Okay, here, let me take your jacket off. Hi, Audrey. Okay. Oh my God. Can you give her a hug? You say you miss her? Trời ơi, hung nữa, chịu đời không thấu. Chụp Audrey rồi đeo bao tai rồi kia rồi. Cũng hả, coi coi là cũng... JD, are you happy seeing JD? Yes. Trời ơi, nó vui, nó gặp Audrey, nó vui quá. Ồ. Nó vui á, nó gặp. Ồ. Ồ. Thôi nghiệp không thấy thương không? Hi Audrey. Yeah. Jenny, give her another hug. Yes, so polite. You want to play with my phone? I showed you my ABC. Ớ ngàn không? Rồi hai đứa ngồi ăn chung đi. Kỳ ghê không? Đó thấy chưa té. Rồi ăn pizza. Đó thấy chưa? Audrey cho con đó. Audrey khỏe không? Con đó dạ. Khỏe. Giỏi. Con nói nè bắp. Rang. Bơ. Đứa nào á, đứa con nít đứa nào cũng vậy hết á, đứa nào cũng ỷ nhà của nó hết á. Con Chay á thì Audrey qua nhà nó cũng ỷ nhà nó. Còn con Chay thì qua nhà Audrey thì Audrey cũng ỷ nhà nó. Bởi vì nít nít đứa nào cũng giống nhau, không có đứa nào khác nhau. Đứa nào đây nè, đợi. Tao đập hai đứa này quá đi thôi á. Kỳ ghê á. Mà cái này là xa thì nhớ, mà gần nhau là cười hay là gần nhau là khóc đây, hay quýnh lộn đây. Không, đừng có phá cái này của mẹ. Hả? Hả? Xa thì nhớ mà gần nhau là quýnh lộn phải không? Audrey. Audrey, say this. Say ngon. Con. Quá. Ba. Cô. Chú. Chú. Ơi. Bơ. Rồi. Ơi. Ơi. Giỏi. Trời ơi, Audrey nói tiếng Việt giỏi chưa chay? Rồi đó. Ơi. Mấy đứa này mà nó thấy bắp răng bơ rồi nó thấy pizza đó chứ. Kỳ ghê ngay. Xin. Chào. No no, chào. Chào. Cô. Cô. Chú. Chú. Cười. Hả? Chết. Audrey, ông. Con. Ông. Ông. Bà. Mẹ. Bà. Con này nè, cái này có chịu học hỏi nè. Cái này tốt nè. Người ta nói cái là nói theo liền là chịu học hỏi, muốn đi học là giỏi nè. Còn cái con kia kìa, cái con mà cà tưng cái chân kia là nó cà tưng nó chơi không đó, không chịu học hỏi vậy nè. Rồi hai đứa bay rồi, tự nhiên giờ nè đeo kiến vô làm gì vậy? Lạnh. Lạnh. Why do that? Lạnh con, lạnh. It's cold. Audrey, it's cold. It's cold. Lạnh. Đóng cửa lại, coi chừng dập tay nha. Ủa, té hả chay? Yeah, you want to take your shoes off? Yeah. Daddy, can you take the shoe off for her, please? Come over here. Come over here. Có vui ghê không? Audrey. Here. Audrey. Oh, they come off really easy. That's my daddy. Trời, that's my daddy. Nó ý là nó nói rồi. Nó nói hả, ba của tôi đó. Nó có ai giành đâu. Why? She can touch it. It's fishy. It's fishy, right? Yeah, so you gotta share now. Yeah, you guys wanna do ABC? You guys wanna do ABC? I'll show you something. Oh, ABC's going here, right here.
Rồi con chỉ Atrica West ABC. ABC West ABC. ABC đâu? Atri nó đi ngang qua cái nó đứng trước cửa. Nó nhìn từ ngoài nó nhìn vô, cái Ngọc thấy, Ngọc ngồi đây Ngọc thấy nó. Đó bậy á, rồi xong luôn thôi, Atri đi về rồi. Hả? Trời ơi, giờ bà đi cắt đồng hồ của bà có được không? Bà đi, bà cắt đồng hồ của bà đó. Cái gì? Giống nhau sao? Con kêu ba đi, mẹ cầm tay rồi mà vừa quay mẹ vừa làm. Ồ, cái your watch. À, bây giờ nè, Atri, can you say? What is, là gì? What is that? Trouble là gì? Yes or no? JD, you want Atri. Kính thưa cô chú anh chị, hai đứa này nó đang phá nhà em. Trời ơi, hai đứa này nó phá nhà em. Trời ơi, cô chú anh chị ơi, nó phá nhà em. À, trời ơi, nó phá nhà. Có được không? Trai. Trai, con làm gì vậy trai? Trời ơi. What's wrong? JD, she picked that up. She helping you. Yeah, are you guys gonna pick that all up for me, please? JD, con ồn quá, trời ơi. Con ồn quá. Hai đứa này nó phá nhà em, anh chị ơi. Trời ơi, có được không? Hey, don't be throwing stuff at each other. Oh my goodness, vậy sao em dám có... This is what toddlers do. Hả? This is what toddlers do. Trời ơi trời. Ôi. Nhà nè, sở thú về đây này, nhà sở thú. Trời ơi, nhà sở thú. Trời đất ơi. À, trời ơi, hai đứa nó chọi nhau. Nó chọi một hồi mất hết cái chữ ABC của tôi luôn, có được đời không? Con nói làm sao? Con làm cái gì? Con chọi Atri phải không? Atri chọi lại con, hai đứa chọi nhau phải không? Atri ngồi. Đó, đó. Atri ngồi khóc bên lại, trời sorry, rồi giờ chọi nữa, có được cái đâu. Trời đất ơi. Trời ơi, rồi vậy làm sao? Trời ơi, vậy là ai dám có hai đứa con trời, có được không? Vậy là đi cái trường mà mẫu giáo chịu sao nổi trời. Chay à, mẹ biết là con có bạn con vui. Nhưng mà mình phải kiềm chế. Nó lâu lâu cô xíu thấy em có bao giờ được gặp bạn bè gì đâu, nhốt trong nhà biết á, mà mùa đông nữa. Gặp được ra truyện mừng lắm á. Tội giờ không để em cho nó chơi bắt ngồi im. Thì nít thì chơi phải chơi vậy đó chứ giờ sao giờ. Đó. Không, nó không có giống Việt Nam á. Ê, không có nắm áo bạn. Việt Nam mà trời nóng mình đi mình gặp người hàng xóm rồi chơi nhiều á. Còn á hả, Mỹ thì có cái trong nhà miết vậy đó. Gặp được bạn nó mừng la sùm đó vậy đó. Rồi cái gì? Ê, không được, chọi cái đó là trúng. Chọi nó bự lắm á Atri. Còn hai đứa có được không? Vô phòng chơi đó.